Chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật ha. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em nha. Đây, 0348308843. Rồi mình cập nhật mấy cái video mới, mình bấm vô cái đăng ký kênh ha. Rồi mấy món hàng đã bán hay chưa em cập nhật ở dưới cái tiêu đề của cái video á. Mọi người xem cái video ở trên đó thì nó có cái dòng tiêu đề đó. Bấm vô mình coi cái cập nhật ha. Để coi món nào bán hay chưa để mình liên hệ mua cho nó tiện lợi ha. Rồi hôm nay là cái video 72 ha. Đây đầu tiên là cây hước. Cây hước Tajima này nó mới chưa sử dụng mọi người. Nó còn cái vỏ giấy nữa mà nó rách rồi. Đây là nó chưa sử dụng luôn. Tajima 5m. Đây. Tajima của Nhật ha. Cái này mặc định nó là nó đang khóa. Mình muốn kéo ra thì mình bấm vô nút đỏ nè, kéo đây buông ra. Đó. Định nó là khóa. Rồi cái hước này là 5m nha mọi người. Hước kéo 5m. Đây chưa sử dụng luôn ha. Rồi cái hước kéo này có mã là 7201 ha, giá bán 250.000. Tiếp theo là một cây ke gốc 45 độ của Shinhwa, còn rất là đẹp luôn. Đây nó sáng, màu nó sáng luôn ha. Chữ cái hình nó in rất là còn đậm. Đây con rùa nè, đây con hạc. Thương hiệu là chim cánh cụt. Rồi cây hước Shinhwa gốc 45 độ này có mã 7202 ha, giá 200.000. Tiếp theo là một cái cây mở đá mài của Thớp ha. Cây mở đá đa năng, nó mở được loại đá nhỏ, mái nhỏ với lại đá lớn luôn nè. Mở ra mở vô xiết lại. Rồi cây mở đá mài này có mã là 7203 nha, giá 200.000. Tiếp theo là một cây cưa sắt. Cưa lưỡi cưa sắt của Mỹ nha mọi người. Đây. Thương hiệu này của Mỹ nè. Made in USA luôn ha. Đây. Mỹ sản xuất. Cái này là bằng nhựa mọi người. Cái cán nó bằng nhựa, cầm rất là nhẹ tay. Đây mình sẽ mở lưỡi ra ha. Hiện tại cái lưỡi này là lưỡi của Nachi Japan ha, Nhật. Nachi của Nhật có kích thước là 24 cm. Lưỡi cưa sắt ha. Còn mới. Rồi cái cây cưa sắt này của Mỹ nè,
Có mã là 7204 ha, giá 200.000. Rồi tiếp theo một cái đầu đầu chia hơi của Nhật. Đây là hàng nội địa tháo máy hơi của Nhật ha. Nó dính trong máy hơi. Đây cái thương hiệu này là nó chuyên sản xuất mấy phụ kiện đồ hơi nè. Đây. Đây là cái đầu bi gài ha. Khi gài mình kéo xuống vậy. Đặc biệt cái đầu này nó xoay được 360 độ luôn. Nè. Đó. Đầu rất là kín hơi ha anh em. Đã test ok. Còn rất là đẹp. Rồi cái đầu chia hơi này có mã là 7205 ha. Giá bán 350 nha. Tiếp theo là một cái máy thổi bụi của Makita. Đây Makita Nhật. Ở đây là nó xài điện 100V nha. Đây công suất nó là 350W. Tua nè. Tua máy nó là 12.500 vòng. Hàng nội địa Nhật. Makita. Ở đây cái vỏ của nó là vỏ nhôm. Cái này nó hỏi nè, đầu này hỏi nè. Còn cái đầu này là đầu hút mọi người. Mọi người đổi ở đây thì thành cái hút bụi nè. Hút được bụi nhỏ ha. Bụi nhỏ thôi chứ bụi lớn thì nó không có vô đây được. Mọt cơ rồi đó. Máy rất là mạnh luôn. Em test cái máy cho mọi người coi nha. Điện 100V nha mọi người. Rồi cái máy thổi bụi này có mã là 7206 ha. Giá bán là 700.000. Cái dây điện này là dây zin của nó nè. Dây zin của nó dài tới 5m. Dây này zin luôn nha mọi người, dây 5m ha. Dây của Makita luôn, dây 5 dài 5m. Rồi tiếp theo là một cây dũa à. Cái dũa sắt ha của Nhật. Đây dũa sắt của Nhật. Koyuchi. Cán gỗ còn mới chưa sử dụng luôn. Đây dũa nó là hai mặt. Ba mặt nha mọi người. Đây, cạnh ngang nữa. Cạnh bên hông nữa. Dũa này ba mặt. Kích thước nó thì khoảng 20 nha mọi người. Kích thước 20 ha. Mặt lưỡi là 20. Rồi cái dũa gỗ này có mã là 7207 ha, giá 250.000. Tiếp theo là một cái hộp mũi khoan của Nhật. Đây hộp mũi khoan. Đây Nhật sản xuất ha. Mũi khoan này là mũi khoan gỗ nha mọi người. Đây là mũi khoan gỗ. Ở đây nó có các size nè. Để em coi. 1.5 nè, 2.5, 3.2, 4.0, 4.8, 5.5, 6.5. Rồi 6.5. 6 ly.
6 ly, 5 ly, 4 ly rưỡi, 3 ly rưỡi, 3 ly, 2 ly. Nó đủ các size hết từ 6.5 trở xuống ha. Hầu như là đủ từ 6.5 trở xuống tới 1.5. 1.5 đến 6.5 á. Mũi khoan này là mũi khoan gỗ ha. Đây mọi người xem cái cạnh đó nè. Rồi. Đây 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 mũi. Rồi mũi khoan, hộp mũi khoan có mã là 7208 nha, giá 450 nha. À, tiếp theo một cái rây bột. Đây sàn bột ha. Đây là cái sàn bột. Đây. Cái sàn bột có mã là 7209 nha, giá 150 ngàn. Rồi cuối cùng là một cây kéo rất là đẹp, đẹp luôn. Nó như là mới tinh vậy. Cây kéo bếp hả mọi người? Đây lưỡi đây. Mới tinh ha. Rất là sắc luôn. Size 20 nha mọi người. Rồi cây kéo bếp này có mã là 7210 nha, giá 250 ngàn. Rồi em kết thúc video đây ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ha. Rồi hẹn gặp lại.